Vâng, xin cảm ơn các bác đã xem. Đây là những cặp loa, những chuyến xe đây là toàn hàng của Ngọc Quang Bắc Giang, là những cặp loa lời ao kinh 300 đôi các bác nhá. Số lượng là 300 đôi các bác ạ, 300 đôi. Các bác thấy không? 300 đôi, và bên trong kia là những ba lết, những gì đây nhiều lắm các bác ơi. Một xe này đầy cứng các bác nhá. Một xe này đầy cứng những sản phẩm của Ngọc Quang Bắc Giang. À, bên trong kia là những cái ba lết của loa CAF tiếp này. CAF này, rồi thì B3 này, BMB này. Đấy, cả JBL các bác, nghĩa là em về là cứ cứng một xe. Một xe rất là dài các bác. Đấy, xe này nó dài phải đến hàng chục mét các bác. Đấy, xe này ngang một công rồi các bác. Gần như cứ vài hôm là em một công hàng. Số lượng phải nói là cực nhiều luôn các bác nhá. Cứng xe luôn các bác ạ. 300 đôi lời Auto King để cung cấp cho các bác và anh em trên mọi miền. Đấy, số lượng hàng của Ngọc Quang này các bác đánh giá xem nó đủ để cung cấp cho các bác trên mọi miền chưa ạ? Rất nhiều nhá, chỉ vài hôm lại chuyến hàng, những chuyến hàng, những chuyện hàng. Và hôm nay anh em thợ nghỉ mất mấy người cho nên là bốc hàng hơi chậm các bác nhá. Bác thông cảm. Đấy. Hôm nay anh em thợ nghỉ mất mấy người cho nên là anh em chắc là cỗ bàn. Đấy, bốc cái chuyến này sẽ rất lâu đây, phải rơi vào tầm độ hơn tiếng rồi mới xong cái xe này, mất quá nhiều luôn các bác nhá. Đấy, xe anh Lê Dược đây, gọi đây. Đấy, xe anh Lê Dược, xe anh Lê Dược Hải Phòng. Đấy, nghĩa là hàng bên em chuyển hôm nay là sáng em chuyển hàng đi Hải Phòng với các bác ơi. Đấy, chắc là bác gọi chắc là nhầm số hay như thế nào thì lại gọi lại bên em để em xem máy đây nào. Anh đây à? Vâng, em đây. Chuyển mặt được, chuyển quán được. Chuyển quán được. Ok. Rồi, ok. ok. Rồi, cái xe công này chở một lúc là có thể là 4-5 kiện này các bạn. Đấy, xe công con này. Cảm ơn các bác nhá. Em xin tạm dừng ở đây ạ. Trung tâm Ngọc Quang đối diện với trung tâm thương mại huyện Hiệp Hòa. Đấy, đúng ngã 7 luôn các bác nhá. Cách ngã 7 có 20 mét thôi. Cảm ơn các bác anh em nhá.